Quý vị người sáng lập Microsoft đang xây dựng dinh thự 6 phòng ngủ và 3,5 phòng tắm trị giá 43 triệu đô la Mỹ ở San Diego với tầm nhìn bao quát ra biển theo sở thích của mình. Tuy nhiên, sự khởi đầu đầy mới mẻ này đã khiến những người hàng xóm mới của tỷ phú Bill Gates cảm thấy phiền vì sự ồn ào. Có người nói rằng con của họ thậm chí không ngủ được. Người khác thì cho rằng việc xây dựng trở thành trở ngại với khu phố tỷ phú Bill Gates đã mua bất động sản rộng 538m2 này vào năm 2020 khi chưa ly hôn bà Melinda Gates. Bây giờ Gates sẽ xây dựng nó thành dinh thự độc thân và rất quan tâm đến tiến trình thi công. Trong vài tháng qua, ông đã ghé qua nơi đây hai lần để kiểm tra dự án. Điều đáng ngạc nhiên là không hiểu sao tỷ phú Bill Gates lại có thể làm được như vậy, vì theo các quan chức địa phương, việc xin giấy phép xây dựng từ đầu trong khu vực này khá khó khăn. Nhưng có lẽ ông ấy là Bill Gates, ông ấy không giống với những người hàng xóm bình thường khác. Khi đến nơi, Bill Gates kiểm tra ngôi nhà, hiện những công nhân đang làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành công việc. An ninh quanh ngôi nhà được đảm bảo chặt chẽ 24 trên 24. Trước đó, gia đình Bill Gates đã mua lại bất động sản này với giá 43 triệu đô la Mỹ từ vợ cũ của ông trùm dầu lửa T. Bonnie Pickens, Madeleine Pickens. Một năm ba tháng sau đó, Gates tuyên bố ly hôn bà Melinda sau 27 năm chung sống. Hồi tháng 1, việc phá rỡ đã bắt đầu tại đây. Một nhà môi giới địa phương chia sẻ với The Post, ngôi nhà mà Gates mua ở trong trạng thái nguyên vẹn với phòng khách không gian mở và một trong những bất động sản đắt nhất được mua ở San Diego vào năm 2020. Người này cũng không chắc chắn lý do vì sao Bill Gates lại muốn xây lại nhà. Ngôi nhà nguyên bản được xây dựng bởi kiến trúc sư Ken Ronchetti vào năm 1999. Hàng hiên rộng lớn hướng biển là điểm nhấn khiến căn biệt thự trở nên đắt giá. Không gian sinh hoạt bên trong được trang trí tông màu trắng trang nhã, có cửa lớn mở ra hiên nhà. Điểm nhấn của căn biệt thự là sự kết hợp hài hòa giữa nội thất gỗ, chân gỗ, sàn đá vôi và hàng hiên được làm bằng đá cầm thạch. Sinh thự cũng có bể bơi và bể sục nước nóng với sức chứa 10 người. Việc xây dựng lại dinh thự đã được bắt đầu từ tháng 1 năm nay và không gian gần như được san bằng. Trước đó, kể từ khi mua, ngôi nhà này chưa được sửa chữa. Ngày hoàn thành sẽ dự kiến được ấn định vào tháng 8.